Kính chào bà con và quý khán giả đang theo dõi bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay là ngày 24 tháng 12, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi. Chúng tôi cảm nhận được cái se lạnh của thời khắc chuyển mùa. Và thay mặt các đồng nghiệp, xin kính chúc quý khán giả, đặc biệt là bà con giáo dân, một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thật ấm áp. Năm mới, công việc thuận buồm xuôi gió, phát đạt. Ngày hôm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục mang đến những thông tin hy vọng sẽ góp thêm niềm vui, hữu ích trong cuộc sống của quý vị. Tin vui, sầu riêng, khoai lang sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Trồng rau dền không ăn lá mà lấy hạt bán, thu về tiền triệu. Nông dân Đồng Tháp đã phất lên làm giàu như thế nào? Mời bà con cùng xem mô hình này sau ít phút nữa. Nông dân Lâm Đồng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc đặc sản dâu tây để chuẩn bị vào mùa Tết. Quý vị và bà con nông dân thân mến, chắc bà con sẽ rất vui với thông tin mà tôi sắp chuyển đến sau đây. Đó chính là nông sản Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn. Chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch gặp nhiều rủi ro, từng bước đưa nông sản xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc để thoát khỏi sự phụ thuộc nhất định vào một thị trường. Sầu riêng và khoai lang sẽ chính thức được xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là một phần kết quả đàm phán mở cửa thị trường Trung Quốc. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thông tin vào sáng ngày 21 tháng 12, thị trường Trung Quốc dù còn rủi ro nhưng là thị trường đầy tiềm năng nếu chúng ta khai thác đúng cách. Theo đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã đồng ý xem xét mở cửa thêm một số loại trái cây Việt Nam sau 8 loại quả đã được cấp phép. Thứ tự ưu tiên mở cửa các loại củ quả là sầu riêng, bưởi, chanh dây, khoai lang, dừa, mãng cầu, măng cụt. Đối với thủy sản, phía Trung Quốc cũng đã chấp nhận cho 13 doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu sang nước này, đồng thời bổ sung thêm cá ngừ và cá rô phi vào danh mục nhập khẩu. Những năm gần đây, do giá bán cao nên nhà vườn ở nhiều vùng thì trồng nhiều, dẫn đến là sản lượng đều tăng. Nếu chưa tìm đầu ra thì đây sẽ là nguy cơ thừa hàng chội chọi tiếp diễn. Rất may mắn là qua đàm phán với Trung Quốc, sầu riêng cũng được nhắm đến đầu tiên. Đây sẽ là niềm vui đối với nhà vườn ở miền Tây, Đông Nam Bộ và cả bà con ở khu vực Tây Nguyên nữa. Và vui hơn nữa là trước đó chúng tôi cũng có thông tin giá sầu riêng ở miền Tây đã tăng trở lại gấp đôi so với thời điểm rớt giá còn 40.000 đồng một ký vừa rồi. Tết có thể giá sẽ còn cao hơn nữa. Trên địa bàn của tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 6.700 hecta sầu riêng, trong đó thì diện tích kinh doanh là gần 4.000 hecta, sản lượng hơn 39.000 tấn một năm. Diện tích sầu riêng được trồng sen chủ yếu là trồng sen trong vườn cà phê được gần là 5.400 hecta. Nông dân có thu nhập rất ổn định từ sầu riêng. Kính thưa bà con, so với năm 2017, năm nay tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh Lâm Đồng tăng trưởng khá, ước đạt 661 triệu đô la Mỹ, tăng trưởng khoảng 19,8% so với cùng kỳ. Nhóm hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ hai, chiếm khoảng 50% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, đứng sau công nghiệp nặng và khoáng sản. Mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn nhất là cà phê, ước đạt 123 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 19% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Điểm sáng trong xuất khẩu nông sản năm nay là hoa, ước đạt gần 49 triệu đô la Mỹ, tăng cả về lượng và giá trị. Ngược lại là mặt hàng rau củ quả là một trong hai nhóm ngành hàng được tỉnh kỳ vọng đạt kim ngạch xuất khẩu lớn, nhưng năm 2018 lại tăng trưởng chậm. Nguyên nhân được ngành chức năng cho biết như sau. Nguyên nhân là do trong năm nay, số lượng các nhà máy chế biến rau củ quả xuất khẩu không có sự thay đổi. Thêm một hạn chế lâu nay của các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh là không có thương hiệu riêng. Các doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu hàng thô và gia công cho các nhà nhập khẩu nước ngoài. Do đó, địa phương cùng các doanh nghiệp kinh doanh chế biến xuất khẩu nông sản cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao về giá trị nông sản xuất khẩu trong năm 2019. Phân bón thuốc trừ sâu nếu sử dụng không đúng cách và đúng lúc, đúng sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến đất và cây trồng. Lâu dài thì sẽ làm thoái hóa đất. Thông tin từ Trung tâm Nông nghiệp thành phố Đà Lạt cho biết, thành phố đã lấy 70 mẫu đất trên địa bàn phường 5, phường 12 và xã Xuân Thọ để phân tích. Các mẫu đất được thu thập từ vườn của nông dân, được phân tích về chỉ tiêu lý hóa, những yếu tố ảnh hưởng tới dinh dưỡng của đất. Sau khi có kết quả phân tích, trung tâm sẽ lập báo cáo phân tích hiện trạng dinh dưỡng, so sánh với nhu cầu dinh dưỡng của các cây trồng chính ở trong vùng để khuyến cáo người sản xuất điều chỉnh chế độ phân bón, nâng cao độ phì của đất hay là nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón gắn với bảo vệ môi trường vì sức khỏe cộng đồng. Quý vị và bà con đang xem bản tin 365 ngày chuyển động.
Kính thưa bà con, trong khi giá cả của một số loại hoa màu khác còn nhiều bấp bênh, thì từ một loại rau ăn lá thông thường, những năm gần đây qua cách làm đột phá của bà con nông dân ở xứ Đồng Tháp, một tỉnh chuyên sản xuất nông nghiệp của miền Tây Nam Bộ đã có cách làm khác đi. Nhưng cây rau dền bây giờ chúng ta không chỉ ăn lá nữa mà còn dùng để lấy hạt. Mô hình trồng rau dền lấy hạt đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Mời bà con đến miền Tây cùng chúng tôi tìm hiểu. Khu vực Cù Lao của xã Phú Thuận B, ấp Phú Trung, Đồng Tháp được bao bọc bởi con sông Tiền nên đất đai màu mỡ, trù phú. Loại rau dền lấy hạt rất phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây. Với ưu điểm nhẹ công chăm sóc, chịu hạn tốt, sau hơn 3 tháng canh tác, bình quân 1.000 m2 rau dền cho năng suất 600 kg hạt, với giá bán 50.000 đồng một ký, trừ các khoản chi phí, bà con vẫn có lợi nhuận rất cao so với các loại rau màu khác. Để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông sản, địa phương cũng làm cầu nối để một số nông dân liên kết tiêu thụ sau khi thu hoạch. Ngoài trồng rau dền lấy hạt, nông dân huyện Hồng Ngự cũng canh tác 30 hectare rau dền ăn lá với khoảng từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký rau. Nông dân thu lời trên 10 triệu đồng mỗi 1.000 m2. Nông dân khắp nơi đang tất bật chuẩn bị nông sản phục vụ Tết. Không khí làm khô ở làng khô của miền Tây cũng nhộn nhịp hơn những ngày thường để cho ra những sản phẩm khô chất lượng phục vụ khách hàng mua về làm quà hoặc là mua ăn và đãi khách khi là dịp Tết đến xuân về. Dần khi mà đến miền Tây vào dịp tháng 10 âm lịch kéo dài đến tháng Chạp, khách du lịch sẽ bắt gặp hình ảnh nhiều làng nghề cá khô vào mùa. Hiện tại hàng chục hộ sản xuất khô trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang tất bật chế biến khô thành phẩm để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán 2019. Tại cơ sở khô cá lóc Tiến Phương, cơ sở đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Nam, không khí sản xuất rất nhộn nhịp. Theo chủ cơ sở cho biết, để kịp cung ứng khô thành phẩm cho các siêu thị, đại lý cũng như khách hàng, cơ sở đã tăng nhịp độ sản xuất. Giá cá lóc nguyên liệu khá cao, dao động từ 40.000 đến 42.000 đồng một ký. Thời điểm này, cơ sở sản xuất trên 500 ký khô thành phẩm mỗi ngày, tăng gấp 3 lần so với ngày thường, chủ yếu là khô cá lóc, cá sặc, cá tra. Tỉnh Lâm Đồng là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để ngành sản xuất kinh doanh cây giống phát triển, trong đó có cây giống in vitro. Dân và có lẽ nhiều nông dân hiện nay còn cảm thấy quá mới mẻ đối với cụm từ cây giống in vitro. Đây chính là nghiên cứu sản xuất giống trong ống nghiệm. Các nhà tạo giống sẽ chọn những đặc tính tối ưu nhất của cây giống đó. Cách làm này thì khác với phương pháp nhân giống vô tính cổ điển như là dâm cành, dâm chồi, chiết, ghép hay là tách dòng. Nhân giống in vitro có thể tạo ra một lượng cây giống lớn trong một thời gian ngắn. Với chất lượng thì rất là đảm bảo, sức sống tốt và không bị nhiễm bệnh. Chính bởi ưu điểm đó mà đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có trên 50 tổ chức cá nhân nuôi cấy, gần 400 bốt cấy. Hàng năm, các đơn vị nói trên sản xuất trên 45 triệu cây giống cây trồng. Chủ yếu là các giống rau và hoa, như hoa cúc, hoa đồng tiền, cẩm chướng, hoa lan, các loại cây trang trí, cây khoai tây, vân vân. Đầu tư sản xuất cây giống in vitro phát triển đã góp phần rất lớn giúp cho nông dân chủ động mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Một số đơn vị cần xuất khẩu cây giống ra nước ngoài. Thưa bà con, bấy lâu nay, dâu tây là loại cây đặc sản được nhiều nhà vườn trong tỉnh Lâm Đồng ưu tiên đầu tư. Để chuẩn bị phục vụ vụ mùa Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, các nhà vườn trong tỉnh Lâm Đồng đang tập trung chăm sóc cây trồng hết sức là kỹ càng. Không để bà con đợi lâu nữa, mời bà con cùng chúng tôi đến với các vườn dâu ở Lâm Đồng vào những ngày cận Tết. Dâu tây là loại cây đặc sản mang lại nguồn thu chủ lực cho nhiều nông hộ, nhất là ở thành phố Đà Lạt và một số huyện lân cận như Lạc Dương, Đơn Dương. Hiện tổng diện tích dâu tây trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là gần 190 hectare, trong đó diện tích dâu tây được trồng trong nhà kính là gần 50 hectare. Thành phố Đà Lạt là địa phương trồng dâu tây chủ lực với khoảng 120 hectare. Hiện bên cạnh một số giống dâu tây phổ biến như Mỹ Đá, Mỹ Thơm, New Zealand, vân vân, các doanh nghiệp và bà con nông dân đã đưa vào sản xuất nhiều giống dâu tây mới được nhập từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc như Goha, Zukian, Damian, vân vân. Chính sự đa dạng trong cơ cấu giống lại được áp dụng bài bản quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, cơ sở hạ tầng được đầu tư đảm bảo nên cây dâu tây cho năng suất ngày càng ổn định, 120 tạ một hecta. Năm 2018, sản lượng dâu tây Lâm Đồng
là trên 2.200 tấn. Mình làm theo quy trình Việt Gáp, theo cái hướng nông sản sạch hiện đại. Bây giờ rất là nhiều người đang hướng về và cũng nhiều người tiêu dùng họ cũng đang tiêu thụ cái lượng mà nông sản sạch thì nó càng tăng lên nữa, thì mình cũng muốn làm cái này tốt để cho người tiêu dùng họ an tâm. Vài năm trở lại đây, loại hình du lịch canh nông phát triển càng khuyến khích nhiều nông hộ đầu tư trồng dâu tây ứng dụng công nghệ cao. Vườn dâu tây này được chủ vườn đầu tư ứng dụng công nghệ tưới tự động kết hợp du lịch canh nông. Khác với những hệ thống tưới nhỏ giọt được nhiều bà con sử dụng bấy lâu, hệ thống tưới này kết hợp cung cấp dinh dưỡng theo nhu cầu của từng loại cây trồng mà không cần điện năng. Muốn làm được như thế, toàn bộ dưỡng chất được trộn và đưa vào bình chứa đặt trên cao, nhằm tạo áp lực đẩy dưỡng chất đến nơi cần tưới thông qua hệ thống ống dẫn. Quan trọng là bộ phận cảm ứng thông minh được đặt dưới rễ cây sẽ tự động điều chỉnh thời gian, liều lượng dinh dưỡng phù hợp theo nhu cầu của từng loại cây trồng. Đầu tư như thế này giúp chủ vườn giảm chi phí sản xuất, đảm bảo chất lượng nông sản cung ứng cho thị trường và kết hợp du lịch canh nông. Cái thứ nhất là khi không có điện, thí dụ cúp điện thì cái hệ thống nó vẫn chạy. Đó, thì cái đối với người nông dân hoặc là với một cái hộ, họ có thể trồng trên đó cây cà chua, cây dưa leo hoặc cái bông hoa hoặc cây dâu. Cùng với những nỗ lực của nhà nông, các đơn vị chuyên nghiên cứu và sản xuất cây dâu tây giống trong tỉnh đã vào cuộc bằng những động thái thiết thực. Một số mô hình liên kết cung ứng nguồn giống, hỗ trợ kỹ thuật đã được hình thành. Trung tâm cố gắng là nghiên cứu hoàn thiện những quy trình kỹ thuật để có thể chuyển giao cho bà con những cái quy trình kỹ thuật hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất. Cố gắng đơn giản hóa các quy trình để sao cho cái tính hiệu quả trong nông nghiệp công nghệ cao nó thật là đảm bảo, và đồng thời cái chi phí đầu tư ban đầu nó giảm xuống ở mức mà bà con nông dân có thể áp dụng được. Với sự đầu tư ngày càng bài bản, nghề trồng dâu tây ở Đà Lạt, Lâm Đồng thực sự mang lại nguồn thu vượt trội, giúp nhiều nhà vườn ở địa phương có của dư của để từ chính loại cây trồng đặc sản truyền thống này. Đến đây thì bản tin 365 ngày chuyển động cũng xin được kết thúc. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại với các thông tin nông nghiệp hữu ích có chọn lọc, đặc biệt là thông tin về các cây con giống độc lạ, các mô hình sản xuất hiệu quả từ các vùng miền. Nếu có ý kiến phản hồi hoặc là muốn tìm hiểu về những cây con giống, các mô hình sản xuất nào mà bà con thấy hay, muốn học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ đang hiện trên màn hình. Bây giờ xin kính chào tạm biệt.